Wow, anh em ơi, còn nắm ruộng cuối cùng của bà má mình đây, chuẩn bị là thu hoạch xem là anh em mình gom lại mình bắt chuột, bắt ấy làm mồi mình chiến đấu nha. Có mấy em đây, đem dầu tới để cho anh em mình hỗ trợ để bán, tại vì như nói là cái sản phẩm này, sản phẩm là do nhà làm cho mẹ con Duy Duy đâu, Dạ. mẹ con Duy đây, để đem mình coi thử sản phẩm như thế nào, để Đây mình test thử thị trường ra sao. Dầu này là dầu 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 vàng đậu vàng, phộng. đây là dầu đậu phộng không em? Dạ đậu phộng. Đúng rồi anh, dầu Dầu phộng. đậu phộng đây. Dầu đậu phộng dành cho người ăn chay à? Không, ăn mặn ăn được chứ. Chiên xào nấu nước là đủ được hết Còn đây chứ. là dầu vịn coi nè, Dầu dừa. dầu dừa là dầu này là anh để anh thoa tóc đồ cho mướt tóc rồi đúng không? Đúng rồi, thoa tóc được nè. Nấu ăn được. Nấu ăn thoa tóc được, thay da mặt đẹp rồi làm tóc rồi. Dạ. Hấp dầu nữa. Nhưng mà anh thấy cái dầu này mình khi mình chiên lên mình xào lên nó bay cái mùi thơm nồng nồng lắm. Cái này phải có người quen ăn là Chứ không quen là cái mùi đây nó nè. nồng. Đúng rồi. Cái sản phẩm đây là dầu đậu phộng là ai dùng cũng được nè, cái này vì cái dầu này nó thơm. Rất là Còn thơm. cái dầu đậu Tốt cho phộng sức này khỏe là cái là dầu này đúng dừa không? đây. Đúng rồi, nguyên chất. Cái dầu Đúng dừa rồi. đây là nó nhiều người Rồi. không quen cái mùi. Rồi. Nói chung là anh muốn lấy những cái sản phẩm ở quê hương mình làm giúp cho bà con là tiêu thụ hàng hóa ở quê, là xử nhà em là một ngày làm hết luôn. Dạ Tự dạ làm đúng từ rồi. đây luôn. Sản phẩm ok đúng không? Ok mà. Bữa nào anh ra ngoài xử anh kiểm tra ra lần nữa nha. Dạ. Ok, anh cũng nghe nói nhiều mà bữa nay có duyên thì anh em mình cứ nói thôi. Anh em Dạ. ơi, đây là sản phẩm dầu dầu Ở trong đây là dầu truyền thống của mình. Dầu dầu dừa, em có dầu mì không? Dạ dầu đậu có anh, có dầu mì. Dầu mì luôn là dầu phộng nè, đây là dầu dừa nè. Rồi Đây là ok. sản phẩm truyền thống ở quê luôn. Truyền thống ở quê mình luôn đấy. Quê mình là xứ dừa Tam Quan mà. Đúng rồi. Là nhiều dừa cho nên mình sẽ làm cái kiểu. Nói chung là dầu đây là nấu ăn là nó tốt cho sức khỏe nha anh em. Đó, anh em cứ muốn sử dụng dầu đậu phộng, dầu dừa thì cứ liên hệ anh em mình nha. Rồi, rồi vậy bây giờ em đem bao nhiêu lít đây? Bao nhiêu lít chơi dầu? Em đem cho anh 20 lít dầu phộng. Rồi. Dạ, 5 lít dầu dừa nè. Rồi cái để đây. Anh em Dạ nào dạ. thích thì anh em cứ liên hệ vào giao hàng anh em bập thử đi, test Đây thị trường thử. là sản xuất theo công nghệ truyền thống nha, thủ công, gia đình tự nấu tự ép chứ không phải là công nghiệp. Rồi làm bằng tay luôn Dạ đấy. làm bằng tay luôn. Làm thủ công. Thủ công hết luôn. Uy tín đấy. Dạ. Rồi anh thích cái vậy mà. Đúng rồi, để tôi show cho anh em cái quy trình sản xuất cái này luôn. Rồi bữa nào sẽ ra quay cái quy trình À, sản xuất. đúng rồi. Anh em ơi, thẳng thông báo đây luôn, tất cả những anh em nào ở quê hương anh em mình, nghe huyện mình, tỉnh mình, anh em nào có những cái sản phẩm nào gọi là thủ công hay là truyền thống, là nghề truyền thống đó, dù làm sản phẩm rất tốt chất lượng nhưng mà không có cái đường nào để mình bán trên thị trường lớn toàn quốc thì anh em hãy nói cho mình biết nha, để mình hỗ trợ được bao nhiêu thì hỗ trợ. Ok nha. Rồi. Rồi, hồi rằng anh em mình rồi, sẽ phát triển thôi. Quan trọng với anh em là cứ lo về chất lượng, ok còn anh, cách ok đầu ra thì để anh cố gắng. Chất lượng là Rồi. dạ. Rồi bây giờ mấy anh em có ăn thịt chua được không? Được chứ. Nhớ là sang quần sang áo xíu nữa đâm ruộng này nó xong rồi anh em mình bắt kia, tập trung với mấy anh em kia sẵn sàng là anh em Không, mình một đám nữa đúng không? bập. Không, một đám mới bắt được bởi vì nó thu gom hết lại đúng đây. rồi.